Dạ. Nội gọi con hả nội? Nội hỏi con nè. Dạ. Con nói là con muốn tìm hiểu về em bé Trang. Chuyện đó tới đâu rồi? Dạ, con cũng đang theo dõi thông tin của Trang đó nội. Nội muốn hôm nay mình đi tới nhà cô gái đó một lần nữa coi sao. Có chuyện gì hả nội? Nội không tin chị Phượng. Tại đi với chị ta tới đó hình như là cứ lấp la lấp lý muốn giấu gì trong bé Trang á. Hôm nay nội muốn đột xuất mình tới để xem thực tế gia đình họ như thế nào. Con đi với nội nha. Dạ nội. Công nhận cái nhà đẹp thiệt á mén. Ồ, nhà đẹp quá anh. Nè, ông uống miếng nước đi. Trời đất ơi. Đi đường xa mệt không? Ủa mà sao ông lên đây mà ông không nói tôi một tiếng nào hết vậy? Trời đất ơi, tôi muốn làm cho bà bất ngờ. Tôi báo cho bà biết thì đâu còn gì gọi là bất ngờ nữa, đúng không? Hôm nay tôi qua đây á là tôi báo cho bà hai tin. Tin thứ nhất á nha, là tôi qua tôi thăm bà nè. Tin thứ hai á là tôi báo cho bà một tin vui, là tôi sắp sửa sang được một cái quán cà phê rồi. Sắp tới tôi sẽ buôn bán làm ăn ở đây luôn. Dữ vậy sao? Chú Công, để tôi ra mở cửa cho. Cậu là ai? Dạ con dạ con chào bà. À, đây là bà nội của anh Bảo Nam đó. Dạ, còn đây là dạ bà, con là trợ lý của Trang. Hôm nay con qua đây để sắp lịch làm việc cho Trang á bà. Dạ đúng rồi. À, mà sao bà qua đây gấp quá vậy bà? Bà không gọi trước để con ra đón bà? Nếu báo trước thì làm sao biết là nhà cô chứa chấp đàn ông ở trong nhà. Đây là trợ lý của con mà bà. Là nữ mà, thì mình tuyển trợ lý nữ chứ. Sao tuyển trợ lý nam chi cho nó phiền toái vậy? Em bà ơi, bà nói vậy là bà con buồn lắm á bà. Thật sự á, bên ngoài của con là cứng cáp vậy thôi chứ bên trong của con nó vậy nè. Dạ, con với Trang á là chị em. Dạ chị em. Chị em có kiếp này không có kiếp sau á bà. Dạ. Dạ bà ơi, con mời bà với chị vô nhà cho mát nè. Dạ. Con mời bà vào trong nhà. Dạ, mời chị. Mời bà. Dạ, em mời chị. Dạ, con mời bà dùng trà. Dạ, chắc là bà có điều gì muốn dặn dò con. Tôi không cần nói dòng do nữa. Hôm qua tôi có đến để tôi xem gia cảnh của cô như thế nào. Thì tôi thấy cũng tạm ổn. Nhưng với những gia đình thông thường thì được. Còn đối với cháu tôi, với Bảo Nam, người tương lai sẽ làm chủ công ty của gia đình,
thì chung quanh nó cái thứ con gái mà nó chầu chực để mà nó bòn rút của nhiều lắm. Dạ, con nghĩ là giàu có thì chắc hẳn là sẽ có rất nhiều cạm bẫy xung quanh. Nhưng mà con tin là anh Nam đủ thông minh để ảnh nhận định đúng sai, thưa bà. Cháu tôi còn trẻ cho nên nó chưa hiểu rõ lòng người. Nhưng không phải nó lấy vợ cho nó, mà là cháu dâu của tôi. Cái người phụ nữ giỏi giang sau này sẽ quản lý cùng với nó công ty của gia đình. Dạ, con nghĩ là chuyện này bà nên nói chuyện riêng với anh Nam. Tại vì chắc là con cũng không có liên quan gì đến chuyện này đâu ạ. Em nói sao vậy? Sao lại không liên quan? Em là bạn gái của anh Bảo Nam, em phải tự hiểu những chuyện này chứ. Dạ, em nghĩ là em không liên quan gì đến chuyện này hết. Tại vì cái chuyện mà bà đặt tiêu chuẩn là cháu dâu của bà như thế này như thế kia, thì con nghĩ là bà nên nói chuyện riêng với anh Nam. Còn con thì con cũng giống như những cô gái khác, có người đàn ông đàng hoàng và xứng đáng đến để tỏ tình và yêu thương con chân thành thì con đón nhận thôi ạ. Không lẽ là có một người đàn ông tốt đến với mình nhưng mà con phải hỏi anh ấy là gia đình anh có chịu em không? Nếu em không xứng đáng thì em phải cố gắng để trở nên tương xứng. Dạ không, đó không phải là con ạ. Con nghĩ là con cũng có cái quyền như những cô gái khác, đứng ở vị trí của mình và có quyền lựa chọn người đàn ông xứng đáng với tình cảm của con. Chứ con không thể biến mình thành thứ để cho người ta lựa chọn đâu ạ. Hay quá, xuất sắc. Dạ, dạ con xin lỗi bà. Tại vì con thấy Trang nói hay quá cho nên con phấn khích. Dạ, bà với lại Trang cứ tiếp tục câu chuyện đi ạ. Cô nói chuyện cũng ghê gớm quá ha. Hèn chi mà thằng Nam nó bị cô dẫn mũi đi ha. Ủa, bà, sao bà lại coi thường cháu trai của bà như vậy? Anh Nam đối với con là một người rất thông minh, ảnh rất giỏi giang, ảnh biết ảnh cần gì. Con nghĩ là ảnh đủ tỉnh táo để không có ai có thể dắt mũi được ảnh đâu ạ. Đối với những cô gái sành sỏi thì đàn ông già đời còn ngã ngựa, huống chi là anh Nam. Dạ, vậy chắc là em phải nhờ chị về nói thêm với anh Nam, nhắc nhở ảnh là phải cảnh giác với những người con gái sành sỏi ạ. Chắc em thì em cũng phải nhắc nhở ảnh thêm rồi. Thôi đủ rồi. Tôi đến đây để nói với cô là tôi không đồng ý chuyện của cô và cháu tôi. Chứ không phải ngồi đây để nghe những cái lời nói sức sược và ra vẻ rành đời của cô. Đi về con. Dạ, con chào bà. Nè, cô đừng có tưởng Bảo Nam nó chọn cô rồi cô coi ai cũng không ra gì. Tôi sẽ không bao giờ cho phép cô bước chân vào nhà tôi. Cháu tôi á, mà nó có chơi với gái qua đường đi nữa thì cái loại như cô, tôi cũng không cho phép nó qua đường đâu. Thì không thể chấp nhận được. Ba nghĩ ba có tiền á là muốn xài xỉa ai cũng được hả? Kệ anh ta đi. Dù sao thì tôi với anh Nam cũng chỉ hợp đồng thôi chứ đâu có yêu thương thật đâu mà lo. Bà dẹp đi. Dẹp luôn cái hợp đồng quái quỷ của bà đi. Tôi nói rồi, tôi sắp sửa sang được cái quán cà phê rồi. Có gì á bà với chú Công cứ dọn về ở với tôi. Rồi sau này kiếm được chỗ khác á thì dọn đi. Thôi, tôi không sao mà. Với lại cái này chỉ thỏa thuận làm ăn thôi. Người ta nói gì thì tôi không quan tâm là được. Mà hình như hồi nãy tôi phản ứng hơi thái quá đúng không? Chắc tại tôi nghèo nên tôi dễ mặc cảm. Thiệt chứ, tôi nghe bà nói vậy á tôi tức cành hông đi nè. Bộ ba nghĩ là ba có tiền, ba có quyền xem thường người khác hả? Tôi á thì tôi chỉ cảm thấy là thương cho mẹ con anh Nam thôi. Sống với bà nội khắc nghiệt như vậy chắc là họ khổ tâm lắm ha. Trang, bây giờ là lúc nào rồi bà còn lo cho người ta nữa, lo cho mình đi kìa. Tôi biết rồi. Thôi, ông đi về đi. Mà cũng cảm ơn ông nha. Nhờ ông hồi nãy nhanh trí chứ không thôi mệt á. Cảm ơn cái gì mà cảm ơn? Tôi chỉ ước là lúc hồi nãy tại sao tôi không nói tôi là bạn trai của bà để câu chuyện này chấm dứt tại đây. Tào lao quá à.
Thôi đi về đi, về cẩn thận á.